X-Men khẳng định phong độ phái mạnh. Xin chào mọi người, trên tay tôi lúc này là hộp sản phẩm X-Men có tác dụng bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực cho nam giới. Và ngày hôm nay tôi sẽ cùng với mọi người tìm hiểu thông tin về sản phẩm này. Đầu tiên là về bao bì của sản phẩm. Vỏ hộp thì có màu đen đỏ, chữ in màu trắng với logo X-Men như thế này đây. Về bảng thành phần, X-Men được chiết xuất 100% nguồn thảo dược quý từ thiên nhiên. Trong đó, bá bệnh chứa hoạt chất Quasinodi, Tritephenoid, Alkaloid có tác dụng kích thích cơ thể tự tiết đủ lượng tiết tố nam testosterone. Bạch tật lê giúp tăng khả năng cương cứng dương vật một cách tự nhiên, tác dụng đến hệ dưới đồi của tuyến yên, dẫn đến tăng lượng nội tiết tố nam một cách tự nhiên, tăng cường sinh lý nam giới. Tác dụng này được cho là còn mạnh hơn cả sâm Alipac. Thành phần có chứa trong ba kích, nguyên liệu có trong bảng thành phần của X-Men bao gồm anthraglycoside, các steroid và các chất vô cơ như kali, natri, magie, sắt, đồng, kẽm, tinh bột, đường, vitamin C. Những chất này giúp bổ thận, tăng cường dương khí, giúp sinh lực của đàn ông được dũng mãnh hơn. Huyết nhung hiêu có trong X-Men có tác dụng tăng cường các chức năng sinh lý, giúp bổ thận, cương dương, sinh tinh, bổ huyết, kéo dài thời gian quan hệ, tăng khoái cảm, tăng ham muốn tình dục. Trong chứng kiến gai đen còn có tryptophan là một axit amin thiết yếu của cơ thể, giúp tổng hợp protein, đồng thời là chất trung gian truyền dẫn các tín hiệu thần kinh trung ương. Chính chất này làm nên những điều kỳ diệu cho những sản phẩm có nguồn gốc từ chứng kiến gai đen, giúp bồi bổ sức khỏe và nay là tăng cường sức khỏe sinh lý, làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới. Đặc biệt, flavonoid có trong keo ong xanh Brazil trong X-Men giúp làm giảm nguy cơ rối loạn cương dương. Các flavonoid trong keo ong xanh Brazil có tác dụng chống oxy hóa tốt hơn vitamin C và vitamin E. Keo ong xanh Brazil được tạo thành từ hơn 300 loại cây tự nhiên của miền rừng nhiệt đới Brazil khác nhau. Bởi vậy, chất lượng và tác dụng của nó đối với sức khỏe con người là hoàn hảo nhất. X-Men là sự kết hợp giữa khoa học hiện đại của phương Tây với tinh hoa khoa học cổ truyền ở Việt Nam, mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc cho các đấng mày râu đang đối mặt với các tình trạng như rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, suy giảm ham muốn, mệt mỏi, đau rát sau khi quan hệ. Các anh chú ý, uống X-Men với liều 2 viên một ngày kết hợp với sinh hoạt điều độ để đạt hiệu quả tối ưu nhất. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều hàng giả của X-Men nên khi mua hàng, bệnh nhân cần chú ý đến những chi tiết sau. Hộp X-Men được bọc một lớp màng co chắc chắn. Viên sủi X-Men có màu vàng cam, khi tan sẽ có màu vàng nhạt giống bò húc, mùi thơm nhẹ của siro và vị ngọt thanh. Trên nắp hộp có tem chống hàng giả, có thể check được bằng phần mềm iCheck của Bộ Y tế. Mỗi mã QR chỉ check được một lần duy nhất. Cạo lớp bạc trên tem để lấy dãy mã gồm cả số và chữ, rồi soạn tin nhắn theo cú pháp CK dấu cách mã số gửi 8077. Hàng chính hãng sẽ có tin nhắn trả về. Sản phẩm chính hãng, cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.